Xin chào tất cả các bạn nha. Chào buổi sáng tất cả các bạn luôn. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha. Ngập tràn năng lượng chiến đấu âm đùng. Sáng nay mời bạn cùng mình đi thăm mấy cái bẫy chuột bạn ơi. Hôm qua chiều hôm qua gài cũng 15 cái. Địa điểm ngon lắm. Bữa nay đánh chiếm khu bờ dừa bên kia im lắm. Hôm qua mình qua đó mình gài coi như là mình xả bẫy chuột luôn á. Tại đường mòn dữ lắm, đường mòn. Hy vọng là sáng nay nói chung chuột cơm mà chắc ăn là có dính rồi đó. Mà chủ yếu kiếm con cống xù về nước sa tế cho mấy đứa nhỏ ăn bạn ơi. Cũng lâu lắm rồi không có gài cống xù. Hy vọng là có dính cống xù nha. Khu vực mình đây giờ nói chung nó cũng ít chuột cống dữ lắm, hiếm lắm. Tại giờ người ta làm vườn cái từ lúc dịch tới giờ người ta làm vườn nó phát quang bụi gặm trơn rồi. Như lại bắt cái cũng hết rồi. Cũng còn mấy con mình gặp nó mà mấy con đó giờ nó mọc nanh hết trơn rồi. Nhớ gì bắt được nó. Đây, cái đầu tiên. Khù khù con ơi. Hôm qua bên bà dừa đó chục con mình nghĩ chắc bữa nay dính dữ lắm, dính luôn. Ê, hình như có sập nha. Gọi chục cơm đó bạn ơi. Thấy cái dấu chục cơm. Một em thiệt. Khai trương cái đầu tiên, một em chục cơm. Sáng sớm có cơm là không sợ đói. Mang lại đi, hồi về lấy. Mang chó là thấy chuột nó mê vậy đó. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên tới luôn. Thèm chuột hả mày. Qua bên kia luôn. Đầu bờ cái, đầu bờ cái. Rồi vô thăm trước đây, hai mày vô thăm trước đi. Đi thăm có nó theo chạy đỡ chứ đi gài mà nó hay nó chạy theo là rồi móc bọc luôn. Hình như cái này dính nữa bạn ơi. Hình như cống luôn hay gì ta, bự quá gì. Không mà cơm à. Cơm nữa. Kè con cống màu vàng nè, lú đầu ra nè. Ô con cơm này siêu to luôn bạn ơi, quá bự luôn. Mang đây đi rồi về lấy luôn. Nó cao cao nó mấy con chuột, mấy con chó nó nhảy luôn. Hôm qua gài 15 cái lặng quảng, sáng nay dính 15 chuột cơm luôn, là tới cũng chuyện luôn á. Có thể à. Hôm qua bên bà dừa kìa, cái đường mòn nó bò bạn thấy lắng lứt dần sình không luôn, chuột dữ lắm, chuột luôn. Con này bự ghê luôn á. Ngon. Có mồi, có mồi. Đầu bọt bên đó có con cái luôn. Rồi luôn. Có hiện tượng luôn rồi kìa. Dữ lắm rồi. Rồi luôn, rồi luôn. Tình hình này căng nữa rồi nè. Cỏ vô mà xịp lép hết trơn à. Mấy đứa nào đây không biết. Nó quần coi nè. Thôi, thôi, thôi luôn. Rồi luôn, rồi luôn. Thôi luôn, rồi luôn. Thôi. Thằng nào? Thằng nhà, thằng hàng xóm. Thôi nha. Con chuột này nó lâu xuống sình, nó lâu lên. Hôm qua mình gài trong đó đó. Sao mà tha cái đây được trời. Hôm qua mình gài trong hốc đó. Đây nè. Đó, hôm qua gài đây nè. Trời ơi, nó quần xuống dưới đó kìa, rồi lâu xuống dưới đó rồi. Nó quần, trời ơi, lâu xuống. Mị dưới đó, trời ơi, coi kìa. Thôi, 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 thôi. Hôm nay chắc nguyên một bầy chó, không phải con chó không quần dữ gì đâu. Nó bọc vòng đó, nó bọc vòng đây, nó quần cái này nè. Lắng o luôn rồi. Hết, có biết. Khóa quá. Không biết chó nhà, chó hàng xóm nữa. Quậy dữ rồi. Con này cái nữa. Ủa, cái này không dính đâu bạn ơi. Ủa, cái này chuột nó ăn ngoài mé nè. Cái này chắc chuột cống nè. Ôi trời ơi, kẹt miếng mít bạn ơi. Xui thiệt kìa. Này nè, bạn thấy chân đạp không kìa. Đây nè. Đó, chân đạp nè. Ê. Chân đạp nó dướng vô miếng mít không ơi là dính nữa rồi. Lỡ rồi lấy về luôn. Cái này sảy, cái này lỗi kỹ thuật. Hay nó quậy mương bắt cá luôn rồi. Quậy hồi nổi đục nước bắt cá luôn. Tới quậy thiệt chứ kìa. Thôi thôi thua luôn. Còn là chó nước không à. Kìa kìa kìa. Nghe ảnh kìa.
nhiệt tình luôn á, nổi đầu luôn rồi, cá nổi đầu luôn. Bó tay thiệt, quậy thôi thôi luôn. Mệt thở thì sao? Đây, khu vực này chiến đấu rồi bạn ơi, khu bò dừa nè. Khu này hôm qua là nói chung mình xạ gặp trong đây luôn á. Nó cắn dừa dữ lắm. Nói chung chuột này nó khóa chùm luôn. Cái cây dừa đâu là nó cắn dữ lắm cắn. Mình gài mình bắt được mấy con chuột đây là bà con làm vườn này mừng lắm. Cái đầu tiên có sập rồi nè. Mình nghĩ khu này cơm không luôn. Một em đầu tiên, cơm. Rồi xình đóng cơm hết biết bự luôn, dàn tư luôn, cơm không thua chuột cống. Rồi đại ca qua tới nữa, đùng đùng nữa rồi kìa, một chú qua mình gài dậy dữ lắm dày. Ở đây nữa nè, gài cái gặp mà đi hút không hay luôn nè. Hôm qua là xạ mà thấy đường ngọn đâu gài đó mà dính đàn con nè. Thôi này nhão đi, có khác. Cái này nó chăn im niệm ấm luôn rồi, nó tha gác vô làm ấm hỉnh luôn. Hết biết không, nguyên một ổ chuột luôn nè, lú cái đít nè. Hai cái hai con dữ lắm khu này rồi, khu này bảo chuột luôn, xiền luôn. Tiếp tục tiếp tục. Thôi nè, đó hôm qua gài kìa 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 kìa, lú đầu rồi kìa 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 kìa, bạn thấy không, nó ba cái ba con. Cái này sập chưa vô móc luôn nè. Khu này mình nghĩ mỗi cái luôn á. Thôi thôi đi bắt ên đi của tôi ông ơi. Hồi nãy cái kia bị lỗi kia thật không, là dính luôn, là nãy giờ dính mỗi cái luôn rồi đó. Phải không ta? À, đúng rồi. Có cái bị lỗi kia thật. Cái mà nó vô nó ăn mà nó ở đây nữa nè, dính nữa nè. Đi hút không hay luôn. Tới chuột luôn thiệt chứ. Con này nhỏ, con này chuột gắn. Bốn cái, bốn con. Chuột đây bạn thấy nó cắn vừa gớt xuống cỡ này nè. Ghê hồn không? Không gài nó cắn vừa banh hết. Tới chuột thiệt chứ. Cái mé này cái nè. Rồi lụm luôn rồi, sập luôn rồi. Năm cái, năm con. Đỏ, chà bá luôn nè. Thôi nè nhão. Năm cái, năm con để đi. Tiếp tục, để đi. Nhão. Hôm qua gài quên chỗ luôn. Hồi chắc cục này quá. Nhão 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 nhão. Mấy chó nó quần quá. Ờ rồi dính nữa kìa, nó chụp kìa. Rồi rồi lụm nữa. Sao cái sao còn. Mỗi phát luôn thiệt chứ. Bạn nhìn nó bò trong đây coi nè, nè. Lá ón luôn rồi nè. Dĩ ra gài không có cho được. Đây cái lụm nữa gì sập nữa rồi nè. Ôi cái này sập không, không dính ta. Ôi cái này chắc nó chui vô quá. Rồi cái móc bên kia nó không vô bạn ơi nè. Này nó chui ra sảy rồi, uổng quá. Vô bằng miếng mít nhự cho nè bạn thấy không. Nhưng mà cái khoang bên đây nó không chạy xuống, sảy. Sảy. Chuột quá chuột rồi. Cũng ra nãy giờ cái nào cũng có chứ á. Mà tại nó cái chui ra với lại cái bị kẹt móc. Rồi cái này sập không dính ta. Rồi cái này bị còng các bạn ơi. Cái này còng làm sập. Hay là chuột nó vô nó chui ra đường kẻ, chuột nhỏ chừng.
Rồi cái này sập luôn, không thấy chuột nữa nè. Gồ sảy luôn. Ôi. Bạn nhìn nè. Ghê hồn không, nó quằn nữa nè. Nó bơi vòng vòng lắng ón chân luôn nè. Nó dính còng, cái này dính còng. Dính còng. Dính còng trước để làm sập con chuột, nó bơi vòng vòng ngoài kìa. Ghê hồn không. Cái này dính còng vô rồi nó chuột nó bươi, nó cắn xong rồi đứt càng đứt ngoe hết trơn à. Im cũng được, tới dính được thiệt chứ. Nãy giờ tính ra có 3 cái 4 cái không dính nữa ta, còn nhiều dính hết. 4 cái nói chung là có chuột hết luôn, tại lỗi kỹ thuật thôi chứ không phải là lụm luôn rồi. Cái khu bờ dừa là còn chuột dữ lắm, chuột luôn đó bạn. Nay gại đêm nữa bảo đảm dính lý lịa nữa đó. Rồi để chiều nay bữa nào qua chiến tiếp. Giờ còn 2 cái bên kia nữa bạn ơi. Khu này đúng chuột luôn trời. Dạ bên đây tính ra 9 cái ha. 9 cái mà dính 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 3 con, 3 cái kia thì nói chung bị lỗi kỹ thuật là có chuột luôn á. Nếu mà ngon ngon là dính luôn, có chuột hết luôn. Tính ra chuột bên đó nó đặt bên đó luôn trời. Ghê thiệt. Rồi còn 2 cái bên kia vòng về luôn bạn ơi. Hy vọng có cống nha. Mấy cái mít chín đây là dấu là chuột nó bươi không đó bạn. Kìa đây nữa nè. À, mới bươi đêm hôm luôn nè. Đây có dựng mít chín mà vậy nó ăn. Nó bu lên đây quá trời luôn. Chuột dữ được chứ. Tao sắp gặp ở đây gài là dính nữa nè. Mình gài nói chung mình gài mít là phải kèm thêm lúa các bạn. Hôm qua mình gài cục mít cho lại kèm thêm mớ lúa. Chứ bạn gài mít không nó ít vô lắm. Tại mấy chuột đây giờ nó ngán mít hết trơn rồi. Cái đường mòn chuột cống đã trời. Chiều xách luôn cái đường mòn. Cho mấy chó thăm trước đi. Rồi không dính hay gì đi vô im ru vậy. Dính mặn rồi, dính. Quần dữ rồi. Thôi nè. Trời ơi chuột cơm mini. Chuột nhỏ, chuột đặt gắn được. Chuột này đặt gắn được lão điệp ơi. Nè, đây mới có cái đường mòn này, mới phát hiện bạn ơi. Chịu xách cái gặp qua gài liền. Đường mòn này là đường mòn cống nè, chứ không phải cơm. Thôi này nhão. Đâu rồi ta? Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. Đường mòn nó bò nè bạn ha. Mấy đường này là cống nè. Đường mòn cống nó bò không có dấu không? Đường mòn cơm nó bò dấu nhiều. Mấy con cống nó khôn lắm, nó bò trên cỏ không à. Còn mấy con cơm nó bò sát đất nó bò mà cái dấu ghê lắm. Đặc biệt mấy con cống bự bự á. Nó bò cái đường đi ăn nó bò trên cỏ không, giờ nó cắn cỏ. Ngon lành. Rồi, còn cái nữa trong kia. Nhá kiếm con cống ơi. Tình hình này là cống nó làm không lợi mấy con cơm mà, quá cơm rồi. Cơm này gài là phải hôm đi thăm là bảo đảm dính dữ luôn á. Nó là đầu hôm đi ăn nó đi. Chỗ góc chuối đó đó. Chỗ góc chuối nó hôm qua cũng có dấu chuột cống nữa đó. Dấu thằng ốc lên gõ gàng luôn. Rồi ông bà để phù hộ con dính con chuột cống cho bá cái cây. Cho nó sướng. Hello. Hình như có sập nghe. Hôm qua gài cái cặp bự rồi, này chục cơm mà tha lá chuối tùm lum hết trơn. Cơm thiệt, cơm chập bá luôn, nhìn nín luôn. Một em chục cơm luôn bạn ơi. Nay gài gặp dính từ đầu tới cuối luôn mấy cha. Có mấy cái không dính, mấy cái đó là một là kẹt móc. Hai là bị còng vô sập trước. Cái kia thì nó vô rồi nó không xuống móc. Còn cơm bành trướng. Cơm thứ dạ luôn. Dừng mít này bảo chuột. Dừng mít dừng dừa bảo chuột. Rồi ngon lành. Để về nhà tổng kết thành quả luôn bạn ơi. Dính tới dính luôn. Mấy cái kia không lỡ kỹ thật mà dính mỗi cái lên chắc sướng lắm ha. Tới chuột đi. Nhiều đây là dư món luôn rồi. Rồi tổng thành quả sáng nay đây bạn ơi. Gà gặp ở dưới đất, ở dưới vườn, cái dính chuột nhìn nó xịn không ha. Tha gác tùm lum nha. Có gãi trên cây á, gãi trên cây là dính chuột là sạch trơn à, không có miếng gác luôn. Thôi à.
có chuột rồi khỏi rượt gà mấy đứa. Mấy chó thằng này đi rượt gà. Chuột dính dữ chứ, lâu lâu chiến lại dính cái ham thì. Này là không thấy con chuột luôn, cỏ không. Đó, tổng thành quả sáng nay đó bạn ơi. 4 cái không dính nè, 11 cái dính. 4 cái này tính ra là chuột ngó nghía hết luôn nha bạn. Một cái thì dướng miếng mít không dính. Một cái thì sập bị còng, còn cái thì còng vô nó quạo ngoài, còn cái thì vô mà nó không vô móc. Thôi à. Thành quả là còn là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 chuột, ghê hồn không? Tới chuột luôn. 11 chuột này cũng ký mấy 2 ký á. Chuột cái này là 4 con ký luôn. 4 5 con ký, bự lắm bự, chuột trái hết biết không? Mấy con bự, 1 bự, 2 bự, 3 bự, 4 bự, 5 bự, 6 bự, 7 bự. Con này cũng bự luôn, không bự lắm. 7 bự, 4 nhỏ nhỏ. Mấy ngày nữa bỏ vô lọc gắn đặt vào vòng nhà kiếm gắn bậy chơi. Vòng vòng nhà mình giờ có mấy gắn bự lắm bự luôn. Rồi, sáng nay nói chung nhiêu đây cũng đủ mồi nha bạn, sướng sướng. Để mình chắc mình cũng gài thêm lần hai lần cho hết chuột cơm đang bắt chuột cống rồi được. Bờ nó có cống đó, mà tại cơm nó cũng vô trước. Ngon lành nha. Buổi sáng thu hoạch đây chuột. Vô vô. 11 con chuột này tính ra một đêm mà nếu nó chịu ăn ha, nó cắn hơi bị nhiều luôn á. Trái cây này kia đỏ, mía đồ ha, lúa đồ, chỗ lúa cắn lúa. Khoai mì đồ nó cắn dữ lắm. Tại độ nó gặm nhấm mà cái răng nó phải cạp suốt nó đêm hôm nó bị đêm hôm cái răng nó dài ra. Ngon lành cạnh tranh. Nhiều đây là trưa nay mấy đứa nhỏ đi học về là nướng khìa cho nó ăn là dư sức qua cầu. Đêm hôm cu tiên cũng gài dính được con nữa bạn. Hôm qua mình gài bên kia, cu tiên với lại bà nội nó dắt nó đi gài bên nhà, vườn nhà. Dính được con siêu to nè, gài 4 cái dính được con. Sáng nhỏ là làng cho thức dậy đi. Thức sớm nghe đang đi học nghe, thức sớm chạy thăm chuột. Mọi khi kêu đi học nước lắm. Tiên ơi sáng thăm gặp kìa đang đi học, thức sớm chạy ra quay mòng 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 gì mà dính chuột. La gền trời chứ. Chuột này đúng bự luôn á. Vô cứng cái lòng luôn nè. Đã. Hai trẻ con sáng nay đều có thành quả hết nha, sướng sướng sướng. Quả im. Một ngày buổi sáng bội thu chuột.